Chào mừng các bạn đến với chương trình 5 bước tạo trò chơi với Scratch. Cái trò chơi mà chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện hôm nay đó chính là trò chơi tránh bóng. Chúng ta sẽ cùng xem trò chơi này nha. Đây là trò chơi tránh bóng được viết bằng ngôn ngữ lập trình Scratch. Một trò chơi khá là đơn giản nhưng cũng rất là thú vị. Để thực hiện trò chơi này, chúng ta cần phải thực hiện 5 bước sau đây. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ tạo nhân vật chú gà con. Bước thứ hai, chúng ta tạo nhân vật quả bóng. Bước thứ ba, chúng ta sẽ tạo luật chơi cho trò chơi. Luật chơi cho trò chơi tức là chú gà sẽ nhảy lên để tránh quả bóng. Nếu tránh quả bóng thành công là chúng ta ghi được điểm. Bước thứ tư, chúng ta sẽ tăng độ khó cho trò chơi. Tăng độ khó cho trò chơi bằng cách chúng ta sẽ tạo ra nhiều quả bóng lăn cùng lúc. Như vậy sẽ làm cho mức độ khó nó tăng lên. Và bước cuối cùng, bước năm là tính điểm cho trò chơi. Tính điểm cho trò chơi để làm cho trò chơi nó tăng thêm phần thú vị. Như vậy là chúng ta cần phải thực hiện 5 bước này để tạo ra cái trò chơi là trò chơi tránh bóng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào thực hiện nha. Bước 1, chúng ta sẽ tạo nhân vật chính của trò chơi, đó là nhân vật chú gà con. Thì trước hết chúng ta tạo phông nền, phông nền chúng ta vào đây để tạo. Chúng ta có thể tạo một cái phông nền bất kỳ. Tiếp tục tạo nhân vật, chúng ta vào đây. Nhân vật của chúng ta là chú gà con. Chúng ta di chuyển chú gà con đến vị trí mà chúng ta mong muốn, dùng chuột để di chuyển. Tiếp tục chúng ta sẽ viết các lệnh để điều khiển chú gà này nhảy lên tránh quả bóng. Cái điều kiện để chú gà nhảy lên là chúng ta sẽ nhấn cái phím space trong bàn phím thì chú gà sẽ nhảy lên. Do đó các câu lệnh của chúng ta sẽ như sau. Vào tab sự kiện, chọn khi bấm phím phím trắng. Phím trắng đây tức là phím space trên bàn phím. Vào tab chuyển động, chọn thay đổi y. Y tức là tọa độ của chú gà. Chú gà đang đứng ở vị trí này thì chúng ta sẽ thay đổi cái vị trí của chú gà. Chúng ta cho chú gà nhảy lên, tức là thay đổi cái tọa độ y của chú gà. Cái hành động nhảy lên nó sẽ được lặp lại 10 lần, do đó chúng ta thêm cái lệnh lặp lại. Sau khi nhảy lên thì chú gà phải hạ xuống, như vậy là hạ xuống chúng ta cũng dùng câu lệnh thay đổi y. Ở đây thay đổi y, tọa độ của y bây giờ sẽ là -10. Và hành động này cũng được lặp lại 10 lần. Như vậy là chúng ta đã xong các câu lệnh điều khiển chú gà nhảy lên để tránh quả bóng. Chúng ta thử lại các câu lệnh này nha. Rồi, như vậy là chú gà đã thực hiện thao tác nhảy lên để tránh quả bóng khi chúng ta nhấn phím space. Thì để tránh trường hợp cái vị trí của chú gà này nó lệch với vị trí ban đầu, hay là chú gà nó sẽ mắc kẹt ở vị trí nào đó mà không đúng với vị trí ban đầu, chúng ta sẽ thêm cái câu lệnh là trả lại cái vị trí ban đầu cho chú gà. Chúng ta vào tab sự kiện, chọn khi bấm vào biểu tượng lá cờ. Vào tab chuyển động, đi đến tọa độ XY, đây là tọa độ hiện tại của chú gà. Như vậy bất cứ khi nào chú gà bị lệch cái vị trí, chúng ta chỉ cần kích vào biểu tượng lá cờ, chú gà sẽ về lại vị trí ban đầu. Đây là câu lệnh này. Tiếp tục, để tạo âm thanh cho trò chơi, chúng ta sẽ thêm cái âm thanh là tiếng chip của chú gà. Như vậy mỗi lần chú gà nhảy lên sẽ thực hiện một cái âm thanh là kêu chip chip để cho nó thú vị thêm cho trò chơi. Chúng ta thử lại nha. Rồi, như vậy là chúng ta xong cái bước đầu tiên, bước 1. Bước thứ hai, chúng ta sẽ tạo quả bóng cho trò chơi. Tạo quả bóng chúng ta sẽ vào đây. Chọn quả bóng này. Chúng ta thấy quả bóng nó khá là to. Chúng ta điều chỉnh kích thước của quả bóng ở cái ô này.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa quả bóng đến cái vị trí rìa bên phải của màn hình. Đây, vị trí này. Ở đây, quả bóng sẽ di chuyển từ vị trí này sang rìa bên trái của màn hình. Thì để điều khiển quả bóng di chuyển từ bên phải sang bên trái của màn hình, chúng ta sẽ thực hiện các lệnh như sau. Chúng ta vào tab sự kiện, chọn khi bấm vào biểu tượng lá cờ. Vào tab chuyển động, chọn lệnh đi tới điểm XY. Điểm XY đây là cái tọa độ hiện tại của quả bóng. Quả bóng này sẽ di chuyển đến cái vị trí phía bên tay trái của màn hình đây. Chúng ta dùng chuột để di chuyển quả bóng đến vị trí này. Như vậy, việc lệnh để di chuyển quả bóng từ bên phải qua bên trái là lệnh lướt. Lướt trong 1 giây tới tọa độ XY đây. Để làm chậm cái di chuyển của quả bóng, chúng ta có thể điều chỉnh thời gian ở đây. Chúng ta chọn 3 giây. Do cái quả bóng này phải di chuyển liên tục không dừng, chúng ta sẽ thêm cái lệnh là lệnh liên tục. Rồi, như vậy là chúng ta đã tạo các lệnh để điều khiển quả bóng di chuyển từ phía bên tay phải sang phía bên tay trái của màn hình. Chúng ta thử các lệnh này nha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bước thứ hai, tạo quả bóng của trò chơi. Ở bước 3, tạo luật chơi cho trò chơi. Luật chơi của trò chơi nó sẽ như sau. Chú gà này sẽ nhảy lên để tránh quả bóng. Nếu mà chú gà tránh không kịp để chạm đến quả bóng thì quả bóng sẽ dừng lại. Thì các câu lệnh để điều khiển quả bóng dừng lại khi mà chạm vào chú gà sẽ như sau. Chúng ta vào tab sự kiện. Chọn khi bấm vào biểu tượng lá cờ. Vào tab điều khiển. Chọn lệnh đợi đến khi. Vào tab cảm biến. Chọn lệnh đang chạm. Chạm ở đây là chạm đến chú gà. Như vậy là chọn chích. Và tiếp tục vào tab điều khiển. Chọn lệnh dừng lại tất cả. Như vậy là ba câu lệnh này nó sẽ thực hiện cái thao tác là khi quả bóng chạm đến chú gà thì nó sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ thử cái thao tác này nha. Đây, chúng ta thấy nếu chú gà nhảy lên không kịp để chạm đến quả bóng thì quả bóng sẽ dừng lại. Như vậy là chúng ta đã xong cái bước thứ ba là tạo luật chơi cho trò chơi. Bước 4, tăng độ khó của trò chơi. Chúng ta sẽ tăng độ khó của trò chơi này bằng cách thêm một quả bóng nữa. Như vậy sẽ có hai quả bóng di chuyển cùng lúc. Ở đây chúng ta tăng thêm quả bóng bằng cách thực hiện như sau. Chúng ta kích nút phải chuột vào quả bóng thứ nhất. Chọn nhân bản tức là copy. Như vậy là ta đã có quả bóng thứ hai ở đây. Thì khi chúng ta nhân bản một quả bóng, đồng thời chúng ta cũng copy tất cả các lệnh điều khiển quả bóng đó. Như vậy quả bóng thứ hai này nó cũng thực hiện tất cả các hành động y chang như quả bóng thứ nhất. Tuy nhiên để hai quả bóng nó không trùng lặp nhau thì chúng ta sẽ phải thêm một số lệnh để điều chỉnh cái quả bóng thứ hai. Nó sẽ chờ cho quả bóng thứ nhất một khoảng thời gian nhất định, sau đó nó mới di chuyển. Như vậy nó sẽ tránh trường hợp trùng lặp nhau. Các lệnh điều khiển quả bóng thứ hai bao gồm những cái lệnh đã được copy từ cái quả bóng thứ nhất là đây. Đồng thời chúng ta sẽ thêm một vài lệnh nữa. Chúng ta vào tab điều khiển, chọn đợi 1 giây. Vào tab hiển thị. Chọn ẩn và chọn hiện. Như vậy chúng ta vừa mới thêm ba cái lệnh này.
ý nghĩa của ba lệnh này, tức là quả bóng thứ hai nó sẽ ẩn đi, nó đợi trong một giây, sau đó nó hiện ra và tiếp tục là di chuyển. Tức là nó sẽ chờ cho cái quả bóng thứ nhất di chuyển trước, nó ẩn đi, sau đó nó hiện ra và nó di chuyển theo. Như vậy nó sẽ không không trùng với quả bóng thứ nhất. Chúng ta sẽ thử lại cái bước thứ tư này nha. Như vậy bây giờ chúng ta thấy là có hai quả bóng nó lăn cùng lúc và độ khó của trò chơi đã được tăng lên. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bước thứ tư của trò chơi là bước tăng độ khó cho trò chơi. Bước thứ năm, tính điểm cho trò chơi. Thì điểm của trò chơi được tính như sau. Mỗi khi chú gà nhảy lên tránh được quả bóng sẽ được cộng thêm một điểm. Nếu chú gà nhảy lên tránh không được quả bóng để chạm quả bóng thì tất cả điểm sẽ bị mất đi, tức là điểm sẽ bị xét về không. Để thực hiện cái việc tính điểm này, chúng ta sẽ cần các câu lệnh như sau. Chúng ta vào lại cái nhân vật chú gà. Sau đó chúng ta vào tab các biến số. Ở đây chúng ta sẽ tạo một biến chúng ta đặt tên là điểm chẳng hạn. Biến điểm này nó sẽ có chức năng là lưu cái điểm số của cái chú gà này. Chúng ta sẽ đặt cái như vậy là mỗi khi chú gà nhảy lên thành công sẽ được cộng một điểm. Như vậy cái lệnh của nó sẽ là thay đổi cái điểm một lượng là một, tức là nhảy lên thành công tránh được quả bóng sẽ được cộng thêm một điểm. Còn nếu như mà chú gà không tránh được quả bóng để chạm quả bóng thì sẽ bị xét về không, tức là sẽ bị mất tất cả các điểm. Chúng ta sẽ đặt cái lệnh là đặt điểm thành không trong trường hợp mà chú gà tránh không được quả bóng. Chúng ta sẽ thử lại cái phần tính điểm số này nha. Như chúng ta đã thấy, cái điểm ban đầu của trò chơi đang là không, xuất phát điểm là không. Chúng ta bắt đầu chơi nha. Như vậy là chú gà đã nhảy lên 4 lần thành công, như vậy là được 4 điểm. Bây giờ chú gà chạm quả bóng, như vậy nếu chúng ta chơi tiếp thì cái điểm này nó sẽ xét về 0. Chúng ta thử nha. Rồi, đang điểm đang về 0. Rồi, như vậy là chú gà đã thực hiện tiếp 4 bước 7 bước tiếp theo thành công nên là được 7 điểm. Bây giờ lại chạm bóng, như vậy là nếu như chúng ta chạy tiếp chương trình thì số điểm này nó sẽ đưa về 0. Như vậy là chúng ta đã thử cái bước thứ 5 của trò chơi là bước tính điểm cho trò chơi. Bây giờ chúng ta sẽ thử lại toàn bộ cái trò chơi mà chúng ta vừa mới tạo nha. Chúng ta kích vào nút này để mở rộng cái màn hình ra. Rồi, chúng ta thực hiện trò chơi. Bắt đầu trò chơi, chúng ta sẽ kích vào biểu tượng lá cờ ở đây. Và chúng ta chơi sử dụng cái phím Space trên bàn phím. Như vậy là chúng ta đã sử dụng cái ngôn ngữ lập trình Scratch và thực hiện 5 bước theo hướng dẫn ở trên, và chúng ta đã tạo ra một trò chơi gọi là trò chơi tránh bóng. Chúc các bạn thực hiện thành công trò chơi này nha. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share hoặc là subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ nha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.